vào ngày 20 tháng 7 năm 1969, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đã đạt được một cột mốc lịch sử thu hút sự chú ý của thế giới, cuộc đổ bộ đầu tiên của con người lên mặt trăng. Trong 6 sứ mệnh Apollo sau đó, có tổng cộng 12 phi hành gia đặt chân lên bề mặt mặt trăng, mang theo biểu tượng của niềm tự hào và thành tích của người Mỹ lá cờ Mỹ. Tuy nhiên, nhiều năm đã trôi qua kể từ sứ mệnh cuối cùng của Apollo vào năm 1972, số phận của những lá cờ được cắm trên mặt trăng vẫn còn là một bí ẩn. Một số chuyên gia tin rằng những lá cờ có thể đã bị tẩy trắng bởi bức xạ tia cực tím của mặt trời, trong khi những người khác cho rằng chúng có thể đã bị phân hủy do các yếu tố môi trường khác nhau. Một trong những yếu tố chính góp phần làm phai màu các lá cờ là ánh sáng mặt trời gay gắt và không được lọc trên bề mặt mặt trăng. Không giống như trái đất được bảo vệ bởi bầu khí quyển dày hấp thụ và tán xạ bức xạ UV, mặt trăng không có lớp bảo vệ nào như vậy. Kết quả là, bất kỳ vật liệu nào lộ ra ngoài, bao gồm cả cờ Mỹ, sẽ phải chịu toàn bộ lực bức xạ của mặt trời. Bức xạ tia cực tím đã được biết là gây ra thiệt hại cho nhiều loại vật liệu, bao gồm nhựa, vải và sơn. Theo thời gian, việc tiếp xúc lâu với bức xạ UV có thể khiến những vật liệu này bị phai màu, nứt và hư hỏng. Những lá cờ được cắm trên mặt trăng được làm bằng ni lông, được biết là dễ bị tổn thương bởi tia cực tím. Do đó, rất có thể các màu đỏ, trắng và xanh lam của quốc kỳ Mỹ đã bị phai hoặc thậm chí biến mất hoàn toàn. Tuy nhiên, thiệt hại do bức xạ tia cực tím của mặt trời không phải là yếu tố duy nhất có thể góp phần vào số phận của những lá cờ. Môi trường khắc nghiệt và khắc nghiệt của mặt trăng đưa ra một loạt thách thức cũng có thể đóng một vai trò nào đó. Ví dụ, mặt trăng trải qua sự thay đổi nhiệt độ rộng từ nóng như thiêu đốt vào ban ngày đến lạnh buốt vào ban đêm. Những dao động nhiệt độ này có thể khiến các lá cờ giãn ra và co lại, dẫn đến căng thẳng và có thể gây hư hỏng. Ngoài ra, bề mặt mặt trăng bị bắn phá bởi micromet thiên thạch là những tảng đá nhỏ và mảnh vụn di chuyển trong không gian với tốc độ cao. Những thiên thạch micromet này có thể gây ra thiệt hại đáng kể cho bất kỳ vật liệu nào bị phơi nhiễm, bao gồm cả cờ Mỹ. Hơn nữa, mặt trăng cũng chịu bức xạ mạnh từ mặt trời và các tia vũ trụ có thể gây thêm hư hỏng và xuống cấp cho vật liệu. Bất chấp những thách thức này, những lá cờ được cắm trên mặt trăng vẫn là biểu tượng cho sự khám phá và thành tựu của con người. Chúng là minh chứng cho lòng dũng cảm và quyết tâm của những người đàn ông và phụ nữ tham gia sứ mệnh Apollo, cũng như những tiến bộ khoa học và công nghệ đã giúp những sứ mệnh này trở nên khả thi. Tuy nhiên, sự phai màu của các lá cờ đặt ra câu hỏi về độ bền lâu dài của các vật thể do con người tạo ra trong không gian. Khi nhân loại tiếp tục khám phá hệ mặt trời và hơn thế nữa, điều cần thiết là phải phát triển các vật liệu và công nghệ có thể chịu được môi trường không gian khắc nghiệt và khắc nghiệt. Tóm lại, số phận của những lá cờ Mỹ được cắm trên mặt trăng trong các sứ mệnh của tàu Apollo là một lời nhắc nhở về những thách thức và rủi ro trong quá trình khám phá của con người. Mặc dù những lá cờ có thể bị phai màu và xuống cấp theo thời gian, nhưng chúng vẫn là biểu tượng mạnh mẽ cho thành tựu của con người và tinh thần khám phá bền bỉ. Khi chúng ta nhìn về tương lai, điều cần thiết là học hỏi từ những bài học trong quá khứ và tiếp tục vượt qua ranh giới của tri thức và khám phá của con người.